Rồi các bạn đây, thứ nhất các bạn phải chốt đây là phương trình bậc 2 nè. A là 2, B là trừ 1 và C là chữ trừ 10. Các bạn bấm như sau, bấm on nè, mod nè, 5 nè, 3, xuất hiện A nè, B nè, C nè. Các bạn bấm A vào 2 rồi bấm vô bằng. Tiếp tục trừ 1, bấm vô bằng, trừ 10, bấm vô bằng, bằng. Thì nó ra hai nghiệm x1 bằng 5 phần 2, x2 bằng chữ trừ 2. Và các bạn kiểm tra lại đúng nha các bạn. Ok không ạ? Đó là cách bấm máy tính nha các bạn.